Vâng, chúng ta đang theo dõi những hình ảnh tại trận đấu vòng 1/3 giữa hai cầu thủ Nguyễn Đức Thắng và Hoàng Đức Trường, hai cầu thủ đến từ Quảng Ninh và Hải Phòng. Hiện tại bây giờ tỷ số sau ván đấu đầu tiên là 1-0. Ván đấu mà hai cầu thủ đã giằng co khá quyết liệt ở đi đầu tiên, và Đức Trường đã tận dụng được thời cơ mở điểm trong trận đấu này. Ở bàn thứ hai thì Nguyễn Đức Thắng sẽ là người được phá bì. Đã có hai bì mục tiêu xuống lỗ, đó là bì số 1 và số 6. Cú phá bóng chưa thực sự như ý của Đức Thắng. Liệu rằng Đức Thắng có quyết định một cú đánh an toàn hay không khi mà bi số 2 đã bị chắn mặt bởi bi số 4 so với bi mục tiêu. Và với việc bi số 8 đang sát với bi cái thì cầu tay của Đức Thắng dành cho đường cơ này sẽ là rất khó chịu. Một cú chạy đạn khá tốt của Đức Thắng. Chắc chắn nếu như Đức Trường lựa chọn một tình huống cộng bì thì đây sẽ là một cú đánh có khá nhiều rủi ro. Thì dường như má bì số 2 là không đủ để có thể đưa bì số 7 rơi lỗ 10. Bóng đã không đi xuống lỗ và cơ hội mở ra dành cho Đức Thắng. Giờ thì hình bi đã rất mở rồi. Sẽ là một tình huống một băng để ăn bi mục tiêu số 3 ở lỗ 10 chăng? Đã có sự va chạm giữa bi số 1 và bi số 4 và tạo nên một góc đánh rất thuận lợi dành cho bi số 3 ở lỗ tít góc gần này. Cắm cơ rồi. Tiếp tục là một tình huống cắm cơ nhẹ nhàng để đánh đi mục tiêu số 5 ở lỗ tít gần này. Với hình bi này thì nếu không có bất ngờ xảy ra thì nhiều khả năng Đức Thắng sẽ san bằng được tỷ số 1 đều sau hai ván đấu đầu tiên. Thì hơi mạnh một chút. Sẽ là một cú lê một băng để có thể ăn bi 8 ở lỗ tít phía xa kia. Tất nhiên trước hết Đức Thắng phải xử lực bi số 7 đã. Vâng, các bạn Đỗ Đức trên fanpage web thể thao.vn có hỏi là hai cầu thủ ở đâu đấy S. Thì như trên màn hình hiển thị thì Đức Thắng đến từ Quảng Ninh là QN, còn Hoàng Đức Trường là Hải Phòng. Trước trận đấu này thì cũng trên bàn thi đấu số 7 chúng ta đã được chứng kiến một bất ngờ khi một trong ba cầu thủ chuyên nghiệp của vòng 1 này là cầu thủ Nguyễn Phúc Long đã thất bại rất đáng tiếc và trong một trận đấu rất căng thẳng trước cầu thủ Nguyễn Văn Cường.
Cả hai cầu thủ đều đến từ đoàn Bà Rịa Vũng Tàu. Người chiến thắng chỉ được tìm thấy sau game đấu cuối cùng, game đấu thứ 17, với một tình huống xử lý lỗi con 4 rất đáng tiếc của Phúc Long và một tình huống ăn con 9 phải nói là ở đẳng cấp rất cao của Nguyễn Văn Cường. Và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho cầu thủ Nguyễn Văn Cường đến từ đoàn Bà Rịa Vũng Tàu. Các bạn đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận, giải vô địch quốc gia Billard và Snooker năm 2023. Vòng thi đấu thứ nhất được sản xuất trực tiếp bởi Vietcontent và được phát sóng trực tiếp trên các hệ thống nền tảng của Vietcontent, đó là bet thể thao.vn và fanpage chuyên biệt về bia Việt Nam Billard Promotion. Anh em nếu xem được live stream này thì hãy tặng cho chúng tôi một like và một chia sẻ video để ủng hộ đội ngũ sản xuất cũng như là ủng hộ những cầu thủ thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm nay. Một cú phá bi đã có một bi mục tiêu rơi xuống lỗ. 1, 2, 3. Có vẻ như đó là bi số 4. Không phải, đó là bi số 8 đã rơi xuống lỗ. Và bi số 1 thì sẽ có một đường riêng để ăn vào lỗ 10. Một cú cắm bi nhẹ nhàng để có thể mở ra đường đánh bi số 2. Một tình huống phá bi rất tốt của Đức Trường. Có vẻ như đó là một cú, một tình huống tính toán chưa thực sự chuẩn xác của Đức Trường. Vẫn có một tình huống ăn bi nhưng đó lại là bi cái. Lỗi dành cho cầu thủ đến từ Hải Phòng và sẽ là quyền bowling hand dành cho Đức Thắng. Với đặt bi ở vị trí này có vẻ như Đức Thắng đang muốn đưa ba về tít chăng? Sẽ là một cú cắm cơ và có vẻ như không, như vậy đã có một chút thay đổi rồi. Thắng sẽ muốn đưa ba về tít nhưng là lỗ tít bên này. Một chút cắm cờ đến từ tình huống ra gậy của Đức Thắng. Một băng và sẽ là lỗ 10 dành cho bi số 5. Mọi thứ đang trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi. Một băng và đó dường như là một tình huống hơi mạnh một chút nhưng không sao cả. Vẫn còn đường và một má đánh an toàn dành cho Đức Thắng với con bi số 6 này. Tỷ số sẽ là 2-1 thôi. Rất khó để có thể sai lầm. Hai một cho Đức Thắng đến từ Quảng Ninh. Tận dụng rất tốt sai lầm của đối thủ. Đức Thắng đã có 2 chiến thắng liên tiếp trong trận đấu này. Để tạm thời vươn lên dẫn trước.
Ở bàn đấu thứ ba này thì Đức Thắng sẽ là người được quyền phá bi. Đã có một bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Đó là bi số 5. Tuy vậy thì bi số 1 đang ở một thế không phải là đơn giản. Ở góc máy này thì chúng ta rất khó để xác định được rằng bi số 1 còn đường để chặt băng về lỗ tít không. Đó là một tình huống chạy đạn, một tình huống phòng ngự xuất sắc và chuẩn xác của Đức Thắng. Đức Trường sẽ phải tính toán một cú A băng để đưa bi cái chạm vào bi số 1. Một tình huống A băng chuẩn xác của Đức Trường nhưng lại mở ra cơ hội cho Đức Thắng với bi mục tiêu số 1 này đang ở vị trí lỗ 10 bên trái khá đơn giản. Tuy nhiên thì chắc chắn Đức Thắng cần phải có một chút xử lý tinh tế ở tình huống này nếu như không muốn gặp phải rủi ro. Đó là việc đưa bi cái rơi xuống lỗ tít gần lỗ tít băng gần của chúng ta. Và tất nhiên thì còn phải tính toán việc điều bi 2 nữa, đó là một cú áp phê cắm cơ. Đúng như vậy là đã có một chút khó khăn ở bi số 2 rồi. Đức Thắng đã muốn có một tình huống cắm cơ áp phê để đưa bi cái trở lại nửa bên kia, nhưng việc có quá nhiều bi mục tiêu ở góc gần này đã khiến cho ý tưởng đó của Đức Thắng đã không thành công khi bi cái đã có một chút tác động va chạm với bi số 4. Và rất có thể là đây sẽ tiếp tục là một tình huống thủ bi của Đức Thắng, hoặc là anh cũng có thể chặt bi và đưa bi cái về góc gần này. Thắng đã quyết định là một cú A băng. Và đó là một tình huống có tính toán của Đức Thắng. Giờ đây thì bi mục tiêu số 2 đã nằm lấp sau bi mục tiêu số 8, và bi cái và bi số 2 đã không còn nhìn thấy nhau rồi. Thử thách tiếp tục dành cho Đức Trường với một cú A băng để đưa bi cái chạm vào bi mục tiêu số 2. Vẫn là một cú A băng chuẩn xác. Và sau tình huống này lại có một chút gì đó may mắn dành cho Đức Trường khi bi cái và bi số 2 vẫn bị lấp sau bi số 3. Hai tay cờ liên tục thử thách nhau bằng những tình huống đưa bi cái và bi mục tiêu rất khó. Đức Trường thì đã xử lý hai lần thành công trong ván đấu này, và giờ đây thử thách sẽ đặt lên đôi bàn tay của Đức Thắng. Một tình huống cân băng, mọc bi số 2 ra, và lại là một tình huống khó rồi. Liên tiếp là những tình huống giấu bi của hai cơ thủ. Và tất nhiên cả hai cầu thủ cũng đang gặp khá nhiều may mắn trong những tình huống vừa rồi. Đức Trường sẽ quyết định thực hiện một tình huống sút tê để cộng bi số 2 và bi số 7. Bi số 7 đã không rơi vào lỗ. Nhìn góc máy quay này thì đã có một chút liếm mép bi số 6 nếu như bi mục tiêu số 2 chạm bi cái. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là vẫn có đường để cho Đức Thắng có thể đưa bi số 2 chạm vào bi số 7 để giải quyết được nút thắt của ván đấu thứ tư này. Rồi, khó khăn đã được giải quyết, và giờ chờ đợi bản lĩnh của Đức Thắng để xem anh có thể đi hết được 5 bi mục tiêu, 6 bi mục tiêu còn lại trên bàn hay không.
sẽ là một tình huống một băng. Để đưa Bi cái tìm thấy Bi số 4 ở lỗ 10. Vâng, bạn Văn Thắng Nguyễn trên YouTube của Việt Nam Bilas Promotion có hỏi rằng là Khiêm Lê có đánh không? Thì Khiêm Lê sẽ đánh trận vào 1-8 vào ngày mai nhé bạn nhé. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là lịch dự tính thôi, dự kiến thôi, còn phụ thuộc vào những trận đấu của ngày hôm nay nữa. Rồi, bây giờ hãy chờ đợi tình huống bổ bi của Đức Thắng. Lỗ tít phải này thì không còn đường rồi. Đây sẽ là một tình huống phải cầu diễn bi số 8 ở lỗ tít trái. Sẽ là có một chút rủi ro nếu như mà Đức Thắng cắm cơ. Bóng lắc lồ và vẫn thành công. Tôi đã lo lắng một chút về cái lỗ 10 bên phải cho Bi cái, nhưng Đức Thắng đã kiểm soát tốt được tình huống vừa rồi. Giờ đây thì Bi số 9 sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Một đường cơ rất cơ bản. Và tỷ số sẽ được nâng lên là 3-1 dành cho cơ thủ đến từ Quảng Ninh. Ngày mai thì Kiên Lé sẽ gặp Báo Mạnh ở vòng 1-8. Đây cũng là một trận đấu khá đáng xem. Đức Trường thì đang có một gương mặt khá đăm chiêu. Có thể nói là Đức Trường cũng đã không gặp may ở trong ván đấu vừa rồi. Trận đấu các bạn đang theo dõi được sản xuất bởi Vietcontent và livestream trực tiếp trên các kênh, các hệ thống chính thức của Vietcontent, đó là fanpage usthethao.vn, YouTube và fanpage Việt Nam Bilas Promotion. Anh em ghé qua thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ để có thể cổ vũ cho team sản xuất cũng như là các cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia vào một lần này. Vâng, có bạn Anh Quang có hỏi là trận Kiên Lé với Báo Mạnh thì như thế nào. Trận này thì cũng khó nói, nhưng mà tôi tin chắc là đây là một trận đấu rất đáng xem. Một cơ thủ hạng A gặp một cơ thủ hạng chuyên nghiệp thì chắc chắn đây không thể là bỏ lỡ rồi. Đã có 2 bi mục tiêu rơi xuống lỗ sau cú phá bi của Đức Trường và một hình bi rất đẹp dành cho cơ thủ Hải Phòng. Một chút áp phê vẫn có lực để mở ra cửa đánh cho bi số 3. Mặc dù là đó là một cú bóng đi hơi thiếu lực một chút. Góc này thì có thể thấy là Đức Trường sẽ đưa 3 về lỗ tít rồi. Rất chính xác. Một băng và mở ra cơ hội cho bi số 4. Đoạn bi số 5.
một chút cắm cơ để đưa bị cái bên nửa bên kia để giải quyết con số 8. Rồi, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Cú áp phê nhẹ một băng để về tận chân công trình số 9 thôi. Tận 2 băng luôn. Rất chính xác. Cú đánh như lập trình của Đức Trường. Tỷ số sẽ là 2-3. Tạm thời rút ngắn dành cho cầu thủ đến từ Hải Phòng. Rõ ràng là sau những ngày thi đấu đầu tiên thì ngày thi đấu hôm nay chất lượng chuyên môn của vòng loại vòng đấu đầu tiên giải vô địch quốc gia thì các cầu thủ đã thi đấu với một chất lượng chuyên môn tốt hơn rất nhiều rồi. Ở bàn thứ 6 này thì Đức Thắng sẽ là người được phá bì. Với việc là các ông tài ở đẳng cấp quốc gia nói là xếp bì khít khinh khịt nên là các cầu thủ sẽ có rất nhiều lợi thế ở cú phá này. Điều quan trọng nhất theo tôi không phải là việc ăn bi là tỷ lệ rất cao, hình bi sau cú phá như thế nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ván đấu của các cầu thủ. Vừa rồi thì đã có hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ, đó là bi mục tiêu số 1 và bi mục tiêu số 5. Bi số 2 kia thì không biết là còn má để đưa về tít hay không, đang nằm khá sát bi mục tiêu số 8. Vâng, như vậy là bi mục tiêu đã rơi là bi số 6 chứ không phải bi số 5. Vâng. Như vậy là con má rồi, nhìn thấy đường rồi. Suýt nữa thì ăn luôn cả bi số 8 cho nó mát. Hướng bi thì có lẽ cần một chút áp phê rồi. Áp phê cho nó an toàn, tránh việc bi cái sẽ hướng về lỗ tít và sẽ đưa bi cái hai băng để có một hướng đánh bi số 4. Nhưng không như vậy lại cắm cơ rồi, đưa bóng lỗ tít luôn. Vâng, có bạn lão bố có hỏi là Kiên Xếu hôm nay có đấu không. Kiên Xếu thì có đấu nhưng mà đấu ở quán bia bên cạnh, là thi đấu vì hôm qua bị loại rồi, bị Phúc Long loại rồi, chờ đang tập đánh 10 bi thôi.
cú sút tê và không đủ chính xác để đưa B5 rơi xuống lỗ. Và cơ hội không thể tốt hơn dành cho Đức Trường để san bằng tỷ số 3 đều sau bàn thứ 6 này. Hình B này thì phải nói là cho tôi đánh 3 lần, 3 cơ thì tôi cũng dọn được. Khá dễ rồi. Nhẹ nhàng. Đủ lực để một băng có cửa đánh bi số 7. Vâng, bạn Đỗ Văn Hưng thì có nói là không để ý time hết giờ. Vâng, thì có lẽ thông tin này nhiều bạn biết rồi, đó là vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay thì sẽ có time banh cho các cầu thủ là 40 giây. Nói chung là không quá ngắn mà không quá dài. Tuy nhiên là vẫn phải cẩn thận, đặc biệt là ở những thế bi mất thời gian suy nghĩ. Và mỗi ván thì các cầu thủ sẽ được một quyền, một lần xin thêm thời gian. Đã có một sai số xảy ra sau cú đánh vừa rồi của Đức Trường. Việc áp phê quá nhiều để có thể điều bi số 9 đã khiến cho bi 8 lắc lổ. Nhưng khá may mắn cho Đức Trường là bi 8 lại đang rơi vào một vị trí cũng không phải là dễ sơi. Đây là một vị trí cũng khá khó để có thể cân, thì rất dễ nổ bi. Và chặt băng về tít thì cũng gặp rất nhiều rủi ro. Đức Thắng thì cũng đã nhăn hết cả mặt rồi. Tình huống quyết định chạy đạn. Với việc chỉ còn 20 mục tiêu ở trên bàn thì việc chạy đạn là dường như là rất khó. Như vậy thì như thế bi hiện tại thì cũng có thể tạm gọi là chấp nhận được sau cú đánh vừa rồi của Đức Thắng. Sẽ có hai lựa chọn cho Đức Trường, đó là cân bi hoặc là chặt bi 8 lên với tít. Có vẻ như quyết định là chặt bi rồi. Bi số 8 vẫn chưa chịu rơi xuống lỗ. Một thế bi tương tự như cú đánh trước của Đức Trường, nhưng ở thế bi này thì con 8 đã dễ xử lý hơn tương đối. Sẽ là một tình huống áp phê 3 cho đến 4 băng để có thể điều được bi số 9. Ba băng là vừa sinh rồi. Giờ thì con bi số 9 đã là một con bi đơn giản để cho Đức Thắng nâng tỷ số trận đấu lên là 4-2 sau ván đấu thứ 6 này. Không thể có sai sót được. Một lần nữa thì Đức Thắng đã vươn lên dẫn trước Đức Trường. Đức Trường ván này đã có cơ hội. Tuy nhiên anh lại để xảy ra một sai lầm. Một cú đánh khá đáng trách của Đức Trường. Và chỉ cần một sai sót thôi thì ngay lập tức Đức Trường sẽ phải trả giá. Từ việc có cơ hội để san bằng, tới đây anh lại phải đối diện với hai ván bị dẫn trước.
Rồi bạn Minh Quân hỏi là anh Đức xuống làm một cơ hết bàn đi anh. Tôi mà xuống thì đúng là khán giả bỏ về hết chứ còn chịu làm sao mà hết bàn được. Cho tôi chắc phải đánh tầm 5-6 cơ thì may ra. Ăn rùa nữa thì may ra mới hết bàn được. Vâng, chúng ta cùng đến với bàn thứ 7. Một cú phá tốt của Đức Trường. 2, 4, 6 ăn 3 bi rồi. Như vậy là bi mục tiêu số 1, số 6 và bi mục tiêu số 3 đã rơi xuống lỗ. Nhưng để lại một bi mục tiêu số 2 khá trớ trêu dành cho Đức Trường. Chúng ta cùng chờ xem đây là một quyết định thủ bi hay là công luôn của Đức Trường. Thủ bi rồi, một tình huống thủ bi rất tốt đến từ cầu thủ thành phố Hòa Phượng Đỏ Hải Phòng. Nếu mà lựa chọn lá bằng thì cũng không đủ góc, bắt buộc phải quá phê. Hai băng chăng? Ồ, chỉ một băng thôi, vẫn như vậy là vẫn còn góc. Ở góc máy quay này cũng khá khó để chúng ta có thể nhìn được cái góc như vừa rồi. Và con bi số 2 đã trở lại, gần như trở lại vị trí cũ, mở ra một cú đánh không thể dễ hơn dành cho Đức Trường. Bi số 4 hơi côn một chút. Sư bạn bị cái hơi côn một chút sau cú đánh vừa rồi. Tuy vậy thì sẽ rất nhiều hướng để có thể xử lý bi số 4 này, tiếp tục ăn bi số 5. Tuy vậy tất nhiên muốn ăn bi số 5 thì phải ăn được bi số 4 trước đó. Và Đức Trường thì lại chưa thực hiện được điều đó. Việc bi cái hơi côn băng khiến cho những cú đánh của các cầu thủ thường sẽ xuất hiện những sai lầm như vừa rồi. Chạy đạn rồi. Với góc này thì có lẽ đó là một tình huống chạy đạn không tốt của Đức Thắng. Bi số 4 sẽ vẫn còn đường. Một cú cân bằng dứt khoát nhưng bóng số 4 vẫn cứng đầu và chưa chịu rơi xuống lỗ. Thắng đang soi xem rằng còn má đường riêng cho bi số 4 để về tít hay không. Có vẻ là có rồi. Cắm cờ để ăn bi số 4 về tít bên kia. Cảm ơn khoảng gần 200 anh em đang theo dõi lục livestream của VConten. Trận đấu giữa hai cầu thủ Đức Thắng và Đức Trường đang được livestream trên webthethao.vn và Việt Nam Billard Promotion. Được VConten sản xuất trực tiếp từ nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận. Và vừa rồi là một tình huống bổ về tít rất thiếu chính xác của Đức Thắng. Có lẽ việc điều bi số 5 hơi mạnh một chút khiến cho cú đánh của Đức Thắng trở nên khó khăn hơn, dẫn đến việc anh có một cú đánh thiếu chính xác và cơ hội một lần nữa lại chạm vào đôi bàn tay của Đức Trường. Và chúng ta cùng chờ xem Đức Trường có tận dụng được cơ hội lần này hay không. Phê hai băng để ăn bi số 7 hơi mạnh rồi. Không, vẫn có đủ lực.
Ngồi ngoài thì Đức Thắng đang rất buồn, có lẽ anh cũng tự trách bản thân mình là đánh một con bi nó không thực sự như ý. Không hiểu tại sao Đức Trường lại có thể đánh trượt con bi số 8 vừa rồi. Phải chăng việc tâm lý căng cứng khiến cho sai lầm đã xảy ra hay không? Thực sự mà nói thì nếu để thất bại trong trận đấu này thì Đức Trường cũng chỉ nên tự trách bản thân mình mà thôi. Với việc Đức Thắng đang hơi buồn một chút sau cú đánh hỏng của mình thì Đức Trường lại không tận dụng được đà tâm lý đó, và Đức Thắng thì cũng đã khá fair play khi nhường lại cái bi số 8 dành cho Đức Trường. Hai cầu thủ đang thi đấu với một tinh thần vô cùng giao hữu, đều là những tình huống bi phải nói là không quá khó. Quả này mà trượt thì thôi thì chịu. Lại cắm cơ áp phê rồi, lại trượt. Vâng, bạn Đỗ Văn Hưng có nói là hai ông đều tê. Vâng, tê tê tái luôn. Đây cũng không phải là một thế bi dễ, chạy đạn. Nhưng có vẻ như là hơi bi 8 hơi thiếu lực một chút. Nếu bon lên một chút nữa ở côn băng, sát côn băng thì sẽ khó hơn dành cho Đức Trường. Vâng, anh em cũng kêu ca là chán ghê. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải thông cảm, vì đây là thể thức thi đấu gọi là một thua trận thua là ra về luôn. Vì thế là các cầu thủ cũng sẽ có những cầu thủ bị tê cóng, đặc biệt là sau những tình huống đánh hỏng của mình. Phải nói là phải 3-4 lần đổi gậy rồi mà hai cầu thủ vẫn chưa giải quyết được bi số 8. Ở đây thì bi số 8 này tôi nghĩ là sẽ không còn sai lầm nữa rồi. Hai băng để ăn bi số 9. Bi 9 côn băng, chặt băng là sẽ giải quyết được thôi. 5-2 dành cho Đức Thắng. Rất nhiều sai lầm và người phạm sai lầm ít hơn và tận dụng được sai lầm đối phương tốt hơn đã chiến thắng, đó chính là cầu thủ Đức Thắng đến từ Quảng Ninh. Vâng, bạn Văn Sơn Nguyễn có nói là không tốn tiền bàn. Vâng, nói chung là vào đến vòng này, vòng thứ 3 rồi thì cũng lãi rồi anh em ạ. Thì mỗi cầu thủ thi đấu vòng này thì đóng khoảng 100.000, chính xác là 100.000 là được thi đấu rồi. Và vòng này thì cứ thua thì cũng chỉ mất khoảng 30.000 cho từng đấy ván thôi. Mà lại có khi vớ vẩn lại còn được lên livestream. Ván đấu thứ 8 và người được break là Đức Thắng.
dù cho hai cầu thủ Đức Thắng và Đức Trường, ai là người đi tiếp thì theo tôi là nếu mà họ muốn đi xa và tạo nên bất ngờ giải đấu này thì họ cần phải bình tĩnh hơn và tránh mắc những sai lầm như ván đấu vừa rồi. Bởi vì càng vào trong thì họ sẽ càng phải đối đầu với những cầu thủ nặng ký. Cú phá đi khá tốt của Đức Thắng. Bi số 7, bi số 1 và bi số 8 đã rơi xuống lỗ. Giờ là một pha chạy đạn của Đức Thắng. Có cảm giác như là Đức Thắng cũng như Đức Trường chạy đạn không thực sự tốt trong ván đấu này. Cú chạy đạn của hai cầu thủ này thường vẫn để ra đường để xử lý vấn đề cho đối thủ. Có vẻ như Đức Trường muốn xẻ lỗ 10 chăng? Cú xẻ lỗ 10 hơi mạnh, nhưng đó lại là một tình huống công thủ toàn diện của Đức Trường. Bi số 2 đã bị chắn bởi hai bi mục tiêu là bi số 4 và số 3. Đây sẽ là một thế bi khá khó dành cho Đức Thắng. Như vậy là có một cú A bằng đặt A phê. Không, đó là một tình huống đánh lỗi của Đức Thắng để đưa hình bi về gây khó khăn cho Đức Trường. Bi số 2, bi số 3 và bi số 4 đang túm tụm lại một chỗ. Cú áp phê cắm bi của Đức Trường với ý định là đưa bi cái về phía sau, phía xa ở nửa bàn bên kia, nhưng không thành công. Anh quyết định có một tình huống A bằng theo thôi là rất liều lĩnh. Cú đánh có một chút hơi vội vàng và theo tôi là quá nhanh của Đức Trường. Anh hoàn toàn có thể dành thời gian để nghĩ thêm, xin thêm thời gian để có một quyết định và có một toan tính chuẩn xác hơn trong cú đánh vừa rồi. Trọng tài thì cũng rất sẵn sàng để chuẩn bị xếp bi rồi. Làm việc rất tập trung. Rồi, bi 9 nữa thôi. Tỷ số sẽ là 6-2. Thật là có nhiều bạn comment về tình huống
bị số 5, tình huống xử lý bị số 5 của Đức Trường. Có vẻ như theo tôi thì ở góc máy chúng ta thì đó là một tình huống chúng ta có thể tính đánh một lỗ 10, nhưng thực tế thì có thể là Đức Trường ở thế bi đó anh không nhìn thấy mã và anh quyết định có một tình huống gọi là được ăn cả ngã về không, và anh cũng đã về không luôn sau ván đấu thứ 8 vừa rồi. Và chúng ta cùng đến với ván đấu thứ 9. Sau ván đấu này thì các cầu thủ sẽ được quyền nghỉ 5 phút nếu như họ mong muốn, họ hoàn toàn có thể tiếp tục. Cú phá bi của Đức Trường. Đã có bi mục tiêu ra xuống lỗ. 1, 2, 3, bi số 4. Nói chung là tôi thấy là đánh anh em đi đánh vui, đánh phủi và đánh thi đấu nó rất khác về tâm lý nữa, tất nhiên về đối thủ nữa. Không biết là đối thủ mình như nào, nhưng mà nếu ví dụ như là vào vòng trong mà trận trước chứng kiến đối thủ của mình là đi làm vài chấm thì tất nhiên là vào trận cũng có một chút tê tê rồi. Và trong trận mà đối thủ cũng dẫn mình mà tâm lý nữa thì đó là một điều rất khác nữa. Vâng, một tình huống bóc bi số 2 nhưng mà lại ăn bi số 6, dương nông kích tây của Đức Trường. Một thứ may mắn của cầu thủ đến từ Hải Phòng. Va chạm của bi cái với bi số 5 là vừa đủ để mở ra đường dành cho bi số 3. Một băng nhẹ nhàng để ăn bi mục tiêu số 5 tiếp theo. Nó lại là một cú đánh hơi nhẹ một chút rồi. Mạnh hơn một chút nữa thì dễ dàng hơn rất nhiều. Như thế này thì cần có một chút áp phê để có thể ăn được bi số 7. Úi giời, ăn luôn bi cái. Tính toán sai lầm thôi đã khiến cho một lần nữa Đức Trường phải đối diện trước ván thua tiếp theo của mình. Có cảm giác như mấy ván gần đây thì việc của cái tay cơ Đức Thắng là khá đơn giản. Ngồi nghỉ ngơi và đợi Đức Trường sai lầm và giải quyết nốt vài ba bi còn lại trên bàn. Kịch bản đã lặp lại khoảng 3-4 ván liền rồi. Vâng, bạn Chiêu Farm có nói là đã gọi là thi đấu thì nếu tê cóng sao thi chỉ đi đánh phủi thôi. Chúng là cái tê cóng này là theo tôi là không, tất nhiên là một phần liên quan đến chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nhưng mà cũng là một yếu tố con người nữa, không phải là ai cũng có thể giữ được bình tĩnh. Chúng ta có thể lấy ví dụ như Đức Thắng trong tình huống vừa rồi chẳng hạn, một tình huống gọi là penalty thẳng bi này còn trượt. Hơi ham một chút trô để ăn bi số 9 khiến cho bi số 8 nó gặp một chút vấn đề. Đây là một cái rất đơn giản thôi. À, không đâu xa nữa thì đó là trận đấu ngay trước trận đấu này ở bàn số 7. Cầu thủ Phúc Long đã thua cầu thủ Nguyễn Văn Dũng với một tình huống lắc lồ bi số 4 quyết định ở bán thứ 18. Xin lỗi bạn, bán thứ 17. Lần này thì đã có một tình huống chuẩn xác của Đức Trường, nhưng chỉ là chuẩn xác về cú bắn bi thôi, còn lực thì lại hơi mạnh rồi, hơi dư lực rồi. Nối gậy rồi,
Và cùng chờ xem Đức Trương sẽ xử lý Bi như thế nào. Cần luôn. Rồi, có vẻ như còn đường để cho Đức Thắng có thể xẻ lỗ 10. Nói chung là chặt bi này với tít thì chịu rồi. Không thể rồi. Xẻ lỗ 10 thì tôi nghĩ là còn đường thôi. Vâng, 7-2 dành cho cầu thủ đến từ Quảng Ninh. Không rơi được đâu. Lực đi là không đủ. Thậm chí lại còn chạm bằng cửa lỗ 10. Vâng, có một câu chuyện này tôi xin chia sẻ với cả anh em, đặc biệt là bạn Trư Phạm. Bạn có nói về việc chuyên nghiệp là việc tê cóng thứ kiểu. Nói chung là tôi cũng theo dõi, tôi thì tôi không chơi gọi là chuyên nghiệp, gọi là chơi hồi xưa thì cũng có chơi, cũng có biết vài cơ thủ, nhưng mà về sau thì cơm áo gạo tiền cũng phải chăm lo cho gia đình và con cái thì cũng không còn nhiều cơ hội để chơi nữa. Đấy, nhưng mà có một câu chuyện là như này, đó là nếu mà anh em xem bia lâu thì cũng biết là khoảng năm 2000 XX ấy, mấy cái giải chín bóng, khi mà giải chín bóng mới xuất hiện ở Việt Nam ấy, thì hồi đấy có cái giải San Miguel, thì có nó sẽ có tour châu Á, thì xong đấy có một giải Hồ Chí Minh, thì lúc đó thì có cầu thủ Nguyễn Phúc Long của chúng ta tham gia. Nói chung là cầu thủ Nguyễn Phúc Long giải đấy phải nói là thăng hoa, là thi đấu gần như là bùng nổ từ vòng đầu tiên cho đến trận bán kết và vào đến chung kết gặp FRS, thì đến chung kết coi như là dừng hình luôn, bởi vì một điều là FRS là thần tượng từ thuở nhỏ của Nguyễn Phúc Long. Và vào đến trận chung kết của San Miguel Open năm đấy thì Phúc Long gọi là không làm được gì luôn, cóng luôn. Mà trong khi đó Phúc Long cũng là một cơ thủ nổi tiếng với việc là thi đấu bản lĩnh và bình tĩnh. Tất nhiên đó là câu chuyện thôi, còn cầu thủ chuyên nghiệp thì cóng thì thua thì cũng không thể lấy điều đó là để lý do được. Thua là thua, đánh trượt là đánh trượt mà thôi. Vâng, chúng ta đang theo dõi luồng livestream được sản xuất bởi Vietcontent, được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng Facebook của vthao.vn và fanpage Việt Nam Bilat Promotion. Ngoài ra thì các bạn có thể xem luồng livestream trực tiếp trên kênh YouTube của Bilat Việt Nam Bilat Promotion. Hệ thống fanpage Việt Nam Bilat Promotion được ra đời với sứ mệnh là phát triển cho nền Bilat Việt Nam. Chúng tôi và các bạn cũng mong muốn là một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cầu thủ vô địch thế giới. Rồi, bạn Đức Nguyễn nói là câu chuyện cảm động quá, thực sự là một câu chuyện tràn đầy nước mắt luôn. Sau bàn thứ 9 thì như tôi quảng cáo thì các cầu thủ sẽ có 5 phút nghỉ ngơi. Vâng, bạn Đức Nguyễn có nói câu chuyện cảm động thì bạn hãy tương thưởng cho câu chuyện vừa rồi bằng một chiếc like và một quả xe nào. Vừa vào profile của bạn Đức Nguyễn thì ngoài việc bạn cùng tên với tôi ra thì bạn có thấy bạn đến từ Hải Phòng, và có lẽ là bạn đang theo dõi để có thể cổ vũ cho cầu thủ Hoàng Đức Trường.
7-2 là tỷ số sau 9 ván đấu đầu tiên của trận đấu giữa hai cầu thủ Đức Thắng và Đức Trường. Và người đang chiếm hoàn toàn ưu thế sau những ván đấu vừa qua đó là tay cờ Nguyễn Đức Thắng đến từ Quảng Ninh. Và Đức Thắng cũng chính là tay cờ vừa phá ở ván đấu thứ 9, xin lỗi bạn, ván đấu thứ 10 này. Một hình bi tương đối là đơn giản và thuận lợi cho Đức Thắng. Vâng, cắm nhẹ bi số 3, ăn bi số 5. Con này thẳng tắp rồi, một chút trô một chút là sẽ có đường ăn bi số 6 thôi. Cú trô theo tôi là hơi mạnh. Giờ thì sẽ là một chút toan tính để đưa bi cái vào về nửa bên kia của bàn để ăn bi số 7. Cắm trô, hai băng, một băng luôn. Hơi mạnh rồi, hơi mạnh một chút rồi. Nhưng lại mở ra cửa để đưa bi số 7 về lỗ tít ở góc gần này. Hơi khó vì anh đánh mạnh quá thì cũng khó điều với số 9. Bị cái rơi xuống lỗ rồi. Ở cơ hội để mang về chiến thắng thứ 3 dành cho Đức Trường. Rất phấn khởi, anh vào bàn rất nhanh. Một băng. Tôi không có nói gì, chỉ sợ Đức Trường trượt con số 9 thôi. Nhưng mà cũng đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Đức Trường rồi. Tỷ số được dự đoán còn 3-7. Cơ hội vẫn còn dành cho Đức Trường để anh có thể tận dụng và mơ về một cuộc lội ngược dòng trong trận đấu này. Sẽ là rất khó nếu Đức Trường để cho tay cờ Đức Thắng chạm đến ván hưu. Anh phải tận dụng tối đa những tình huống mình được phá bóng như ván đấu này. Một bi, hai bi rơi xuống lỗ. Bi số 1 lại đang côn băng. Nhưng rất có thể là anh sẽ có một chút toan tính là cộng bi số 2, xin lỗi bạn, bi số 2 và bi số 7. Bi số 2 là côn bằng chứ không phải bi số 1. Bi số 1 và bi số 3 thì đã nằm xuống rồi. Đây là một tình huống thủ bi. Hơi mạnh một chút, hai bi vẫn nhìn thấy nhau. Sẽ là một tình huống xẻ bé tít. Nếu như mà cân bi số 2 thì sẽ hơi khó một chút để có thể ăn bi số 4. Nhưng cú xẻ không thành công rồi. Có vẻ như là có đường riêng dành cho bi số 2.
thiếu chính xác của Đức Trường, nhưng anh lại có thần may mắn đồng hành sau cú đánh vừa rồi. Bí số 2 thì dường như đã bị che lấp bởi bí số 8 rồi. Có vẻ như là vẫn còn đường. Đức Thắng quyết định chặt luôn, nhưng mà bóng đã không chạm vào bi số 2. Quyền đặt bi dành cho Đức Trường. Hình bi thì đã rất là cởi mở rồi. Giờ thì chúng ta cùng chờ những tình huống xử lý bóng của Đức Trường mà thôi. Như vậy là Đức Trường đã bị bắt lỗi, bắt ly trong tình huống vừa rồi. Chúng ta hãy cùng đợi một chút để chúng ta có thể xem lại tình huống bắt lỗi của trọng tài. Và cho rằng tay áo của Đức Trường đã chạm vào bi số 6. Được, chúng ta có thể thấy rồi, bi số 6 nhúc nhích một chút rồi. Trọng tài đã chuẩn xác trong tình huống vừa rồi. Sau đó thì Đức Thắng đã xử lý tốt bi mục tiêu số 2. Rất đáng tiếc dành cho Đức Trường. Khi mà thế bi đã mở và được quyền đặt bóng thì anh lại phạm lỗi. Có lẽ là anh mặc áo hơi rộng, lần sau thì nên mua một cái áo nhỏ hơn một size. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là trên bàn tay của trọng tài là điều khiển từ xa để bấm giờ. Hệ thống đồng hồ tự động chạy bằng cơm của Đại vô địch quốc gia. Bị số 7 đã rơi xuống rồi. Và khả năng rất cao là Đức Thắng sẽ tiến vào ván hưu của mình, nâng tỷ số lên 8-3. Vâng, mùng 8 tháng 3, chúng ta cùng đến với ván đấu thứ 12. Khoảng cách bây giờ là quá xa và quá an toàn dành cho Đức Thắng rồi. Còn thở là còn gỡ, nhưng mà với việc phá luân phiên mà bị dẫn tới 5 ván thế này thì quá khó cho Đức Trường rồi. Tôi thấy trên fanpage thể thao rất nhiều bạn comment là còn gỡ. Nhưng mà thực sự nhìn vào thực tế thì nó cũng vô cùng trớ trêu. Đây rõ ràng là một trận đấu không tốt của Đức Trường. Những lỗi nhiều và thậm chí lại còn bắt ly trong tình huống then chốt của mình ở ván đấu trước, khi để cho áo mình chạm vào bi số 6. Đức Thắng sẽ đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu của mình bằng việc được phá bi ở ván đấu quyết định này. Bi số 1 đã rơi xuống. Đã có 2 bi là bi số 1, bi số 7. Bi số 2 thì đang nằm ở bằng gần. Sẽ có lựa chọn là chạy đạn dành cho Đức Thắng. Không, chặt luôn. Nhưng mà lại ăn bi số 3. Thử thách lại nằm ở bi số 2. Vừa rồi là
Không biết chúng ta nên thả ha ha hay hu cho cú đánh vừa rồi của Đức Thắng nữa. Muốn đánh một thế bi là trong công có thủ. Khi thủ đã xuất hiện thì lại ăn rùa với số 3. Lại một lần nữa thì Đức Thắng chạy đạn hơi thừa lực. Vẫn còn đường để toàn tính cho bi số 2 dành cho Đức Trường. Đó là một cú cân bằng. Và một tình huống cắm gậy đã khiến cho bi số 2, xin lỗi bạn, bi cái nằm ở phía sau sát bi số 4. Quá khó, rất khó dành cho Đức Thắng. Sẽ là một tình huống mấy băng đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có một cú đánh xuất thần nào không. Có vẻ như anh quyết định đánh lỗi rồi. Như vậy là bi cái và bi số 4 chưa côn với nhau. Vì vậy thì vẫn là một tình huống đánh lỗi của Đức Thắng. Lại lỗi rồi. Với việc bị dẫn quá sâu và phải đang để đối thủ thi đấu bán hưu thì những lỗi lầm vừa rồi hoàn toàn có thể hiểu được dành cho Đức Trường. Một tình huống bi số 5 khá khó và Đức Thắng đã thực hiện không thành công. Đức Trường thì vẫn đang cho thấy một tinh thần thi đấu theo tôi là rất chuyên nghiệp, là không bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn đang cố gắng tận dụng mọi cơ hội của mình để được thi đấu. Sẽ là một tình huống một băng để đưa bi cái về góc gần này, ăn bi số 8 và một chút nữa thì bày bi. Một tình huống cắm bi hơi sâu, hơi quá tay của Đức Trường khiến cho cú đánh này sẽ có thêm một chút thử thách. Vẫn thành công. Thêm một băng nữa để ăn bi số 9. Bốn ba, số bạn 48. Còn thở là còn gỡ. Ở ván đấu thứ 13, ván đấu tiếp sau đây thì Đức Trường sẽ được quyền phá bì.
chúng ta cũng đến với ván đấu thứ 13. Ván đấu mà Đức Trường sẽ được quyền phá bi. Tỷ số hiện tại đang là tạm thời là 8-4. Bây giờ chưa có bi nào ra sử lỗ thì phải. Cả hai bi số 1 và số 7 đều lắc lồ. Hình bi thì cũng hơi loằng ngoằng một chút khi mà bi số 3 và số 4 đang dính vào nhau. Rất có thể là Đức Thắng sẽ đổ lỗ 10 và đưa bi cái về. Vâng, chính xác là như vậy, đưa bi cái về sau bi số 3 kia. Nếu ăn bi số 1 thì sẽ có má để đánh bi số 3 với tít. Còn nếu không thì đó sẽ là một cú đánh với kết quả như chúng ta đang thấy. Đó là một tình huống chạy đạn, một tình huống trong công cố thủ của Đức Thắng. Sẽ tình huống hai băng của Đức Trường, không chạm bi một số 1 rồi. Đức Trường sẽ vẫn nuôi hy vọng để vào bàn trong ván đấu này. Nếu như Đức Thắng xử lý bi số 3 và số 4 không thực sự tốt, làm gì đây? Cộng bi số 1 và số 4 chăng? Chạy đạn tiếp theo nhưng lại để hở mất rồi. Những cú chạy đạn của Đức Thắng trong trận đấu này luôn mạnh về lực. Anh chưa thực sự có một cảm giác tốt ở những tình huống giấu bi của mình. Đức Thắng vừa rồi đã có một tình huống thiệt đơn thiệt kép, không vào. Có vẻ như đó là một tình huống có ý đồ chạy đạn chăng, khi mà bi số 1 đã không còn má. Vẫn là một phương án chạy đạn, nhưng lại là một tình huống thừa lực của Đức Thắng. Rồi, bi số 1 đã được giải quyết. Bi số 2 thì rất khó khi mà một lần nữa Đức Trường đã đưa mình vào thế khó khi để cho bi 9 chặn mặt bi số 2. Giờ là một tình huống sút tề của Đức Trường. Rồi, cơ hội để Đức Thắng có thể kết thúc ván đấu này ở đây. Bi số 2 thì là quá dễ rồi. Đẩy nhẹ một chút về băng gần này để xử lý bi số 3. Chúng ta cùng xem lại tình huống sút tề không thành công của Tiger đến từ Hải Phòng. Không quá khó để có thể ăn con 3 này, điều tốt đến bi số 4. Một tình huống đổ lỗ 10 một băng lên để mở ra cấp đánh thuận lợi cho bi số 5. Hai băng luôn cho nó mát tay.
Quá tốt rồi. Có lẽ là tôi chuẩn bị được đi ăn trưa rồi. Cắm cơ. Nicho. Đi số 8 chặt 2 băng để ăn với số 9. Không, có thể là 3 băng. Những cú chặt này thường có yêu cầu những lực đánh phải tương đối. Chính xác là 3 băng rồi. Rồi, đây chắc chắn sẽ là đường bi cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Chúc mừng Đức Thắng với chiến thắng trước cầu thủ đến từ Đức Trường, cầu thủ đến từ Hải Phòng. Và chúng ta vừa theo dõi trận đấu thuộc vòng 3 giải vô địch quốc gia Villa Snooker năm 2023, vòng thi đấu đầu tiên giữa hai cầu thủ Nguyễn Đức Thắng đến từ Quảng Ninh và Hoàng Đức Trường đến từ Hải Phòng. Và kết quả cuối cùng, chiến thắng gọi tên Nguyễn Đức Thắng với tỷ số chung cuộc là 9-4. Chúng ta còn gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu hôm nay, của giải đấu này. Bây giờ chúng ta hãy tạm thời chia tay nhau, đi ăn uống gì đó để cùng trở lại đồng hành với thao.vn và Bilat Việt Nam, Bilat Promotion. Xin chào, hẹn gặp lại.